Chào mừng quý bạn và các vị đã cùng theo dõi luồng livestream trực tiếp trên fanpage Kết Nối Bóng Đá. Chúng ta đang có mặt trên sân bóng Bắc Việt 1 tại Văn Quán Hà Đông để chứng kiến trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ bên phía của CEO 1987 sân. Đây là đường phản công của CEO 1987. Bóng tiếp tục, đây là Tuấn Sơn, không vào. Tiền vệ trong đội bóng nhà thuốc Thái Bình, nhưng đây là cơ hội không vào. Khá hay, có góc để dứt điểm. Tình huống đi bóng đã bị cắt lại, nhưng đây tiếp tục là cơ hội, đường chuyền sang không được. Tiếp tục là cơ hội tiếp theo, bóng vẫn đang còn trong sân. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp không thành công của tiền đạo đang chơi cao nhất trên hàng công của CEO. Quả đá phạt góc thứ 3. Đây rồi, không được. Quá may mắn cho cầu thủ bên phía nhà thuốc Thái Bình. Hiếu Tư Thái là rất nhanh và rất kỹ thuật. Cơ hội dành cho Hiếu Tư Thái. Đang có cơ hội, không được. Đó là tình huống chích mũi của cầu thủ Hiếu Tư Thái. Mất bóng nguy hiểm. Đây là cơ hội, cú vụt ngay nhưng không thành công. Khá hay, cắt ngang, không được. Bóng chạm vào đôi chân của Tuấn Sơn. Hải Đại Ngàn, cơ hội phản công, tiếp tục là Hải Đại Ngàn. Dứt điểm, cơ vào. Không, như vậy lại đã có bàn thắng dành cho CEO 1987. Không ai khác, đó là cầu thủ đang chơi hay nhất trong đội hình của đội bóng Áo Cam, Hải Đại Ngàn. Rất nhiều những cơ hội mà cầu thủ Hải Đại Ngàn đã tạo ra. Một tình huống độc diễn của Hải Đại Ngàn và cú dứt điểm là quá đẹp mắt. 1-0 dành cho CEO 1987. Tuấn Sơn. Khá hay. Hiếu Thư Thái cắt ngang. Đây là cơ hội dứt điểm không vào. Mặt sân hiện tại ở sân bóng Bắc Việt là khá trơn. Tuấn Sơn. Hải Đại Ngàn không được. Có cầu thủ nhà thuốc Thái Bình. Đình Trung. Thông Đồ Thờ cắt ngang không được. Ngọc Anh. Đây là Đình Trung. Ngọc Anh. Cú sút ngay. Sau khi phải nhận một bàn thua thì bây giờ đội hình của các cầu thủ bên phía nhà thuốc Thái Bình bắt đầu dâng lên. Không được. Lâm Lử. Không được. Mất bóng. Hội phản công dành cho nhà thuốc Thái Bình. Qua được một người. Đây là cơ hội không vào. Khá hay. Tiếp tục là cơ hội Tuấn Sơn. Và như vậy là bàn thắng thứ hai đã tới với các cầu thủ CEO 1987. Tình huống dứt điểm tung nóc lưới của Tuấn Sơn sau cú sút xa của Hiếu Tư Thái. Tình huống dứt điểm đầu tiên của Hiếu Tư Thái thì thủ thành Sơn Sói đã cản phá. Tuy nhiên bóng bất ngờ nảy vào đúng tầm chân của Tuấn Sơn. Cầu thủ bên phía áo xanh đã cho rằng đây là cơ hội không vào. Đấu giữa các cầu thủ bên phía CEO 1987 và các cầu thủ bên phía nhà thuốc Thái Bình đã thay gần như tất cả những cầu thủ ngoại trừ vị trí của thủ thành Sơn Sói. Cơ hội tấn công đầu tiên và đây là bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía CEO 1987. Vừa vào sân đó là anh Đinh Tất Ngắn.
Rất son bóng tới từ cầu thủ mang áo số 19 bên phía siêu 1987. Tỷ số được nâng lên là 3-0. Cái chạm đầy tinh tế đã đưa trái bóng nằm gọn trong khung thành của Sơn Soi. Hải Đánh An không thể cản phá, đó là những từ có thể miêu tả về Hải Đánh An. Cú đúp của Hải Đại Ngàn và bàn thắng thứ tư dành cho các thủ CEO. Quá hay. Thực sự là quá hay. Vẫn chưa là, vẫn đang là một bài toán chưa có lời giải. Tình huống triển khai bóng của các thủ bên phía CEO không vào. Nhà thuốc Thái Bình, cầu thủ Thông Đồ Sơn ở trong hiệp 2 này đang tỏ ra khá vô hại. Và đây là Tuấn Sơn, không được. Phối hợp của các thủ bên phía siêu. Đây là cơ hội phản công dành cho Nhà thuốc Thái Bình. Đường chuyền cột 2, cơ hội trăng, không được. Đây là Hải Văn Liệu, Hải Đại Ngàn, đường chuyền sang. Nhưng chỉ cần sau một tình huống độc diễn, một bàn thắng của Hải Đại Ngàn thì tất cả đã khác. Thể hiện Hưng Nhượng. Đây là 22. Tiếp tục là tình huống dứt điểm. Siêu đang chủ động chơi một lối chơi chậm. Tuấn Sơn vẫn còn, đây là Tuấn Sơn. Tuấn Sơn không được. Nam Điện, Nam Điện để mất bóng và đây sẽ là cơ hội phản công dành cho CEO. Rất đơn giản và đây là bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ bên phía CEO 1987. Người ghi tên mình lên bảng tỷ số là vị trí của Hải Vân Liệu. Quá đơn giản ở những tình huống phản công. Những tình huống phản công của cầu thủ bên phía CEO chúng ta thấy rất đơn giản. Nhà thuốc Thái Bình, vị trí cầu thủ mang số 99 Anh Tuấn. Thông Đồ Thơ không vào. Nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ bên phía Nhà thuốc Thái Bình. Bóng lăn qua đôi chân của cầu thủ bên phía Nhà thuốc Thái Bình. Nhưng đây là Thông Đồ Sơ. Thông Đồ Thơ, Thông Đồ Thơ không được. Vẫn chưa vào. Hưng Nhượng rất tốt. Sân vẫn còn rất trơn trên sân bóng Bắc Việt. Cắn ngang, đó là cú sút ngay của cầu thủ bên phía Nhà thuốc Thái Bình. Cậu tấn công không thể thực hiện tình huống trồng biển. Tình huống dứt điểm từ xa không được. Tốc chạm một như bé vào top, tuy nhiên tình huống dứt điểm thì lại thiếu may mắn. 22 cơ hội, anh Tiến Thái Bình. 22 bóng tiếp tục chạm cột dọc. Như vậy bên phía đội hình của Nhà thuốc Thái Bình thì Tuấn Trào cũng đã được vào sân. Cơ hội bàn thắng thứ 6 chẳng. Rất nhẹ nhàng, đó là bàn thắng thứ 6 dành cho các thủ bên phía của CEO 1987. Một bước dứ đã làm cho hàng phòng ngự bên phía của Nhà thuốc Thái Bình phải lặng im. Và tình huống đặt lòng là nhẹ nhàng. Quá hay. 6-0 dành cho CEO 1987. Thiếu thư thái. Đường chuyền ra dành cho Hải Vân Liệu. Thiếu thư thái. Quá hay. Và đó là 7-0 dành cho CEO 1987. Trước bóng là vị trí của áo số 23 và Cường Nguyễn. Cường Nguyễn. Tiếp tục là Cường Nguyễn. Đây là cơ hội 22.
Bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía nhà thuốc Thái Bình. Những tình huống xử lý rất hay của các cầu thủ bên phía áo xanh. Trước đó phải kể tới tình huống kiến tạo như đặt dành cho cầu thủ mang áo số 22. Không vượt qua được những đôi chân cầu thủ bên phía CEO. Vẫn còn định tất ngắn. Căn ngang không được. Tiếp tục là tình huống dứt điểm. Bây giờ thì thủ thành Đức Hàn cũng đã phải dâng cao. Định tất ngắn. Định tất ngắn. Đường chuyền lại không tới được vị trí của Mạnh Nhung Quỳnh. Và đúng lúc này tiếng còi của vị trọng tài đã khép lại trận thi đấu giữa các cầu thủ bên phía nhà thuốc Thái Bình và các cầu thủ bên phía của CEO 1987. Họ đã có được chiến thắng trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo, được live stream trên fanpage Kết Nối Bóng Đá. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Thank you.